Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc sẽ trả lời cái email của bạn Minh Thành. Bạn Minh Thành ơi, vì một cái lý do là tính bảo mật của nghề nghiệp cho nên tôi sẽ lướt qua một số thông tin về địa chỉ, về những cái nơi chính xác để có những ai đó xem video này thì họ khó có thể biết đây là hồ sơ của gia đình bạn. Tôi sẽ đọc cho quý vị và các bạn nghe cái trường hợp của bạn Minh Thành nhé. Bố em có mua một mảnh đất của một người em trai ruột với giá là 6 chỉ vàng, diện tích là phần đất số 1, có quyết định giao đất ngày 15 tháng 6 năm 1987, thửa đất số 2 có quyết định ngày 20 tháng 8 năm 91. Người bán cho em là người được cấp trên hai thửa đó. Lúc đó rất là nhiều đất cho nên họ đã bán cho bố để lấy tiền chuyển đi chỗ khác. Vì là quan hệ gia đình nên gia đình em đã mua từ năm 1990 với giá là 6 chỉ vàng tiền mặt. Đến bây giờ gia đình đã quản lý sử dụng gần 30 năm. Và họ quay về xin 5 mét đất làm nhà cho con gái. Bố em cũng vì thương cũng đồng ý cho 5 mét. Nhưng chuẩn bị làm nhà thì họ lại đòi tăng lên cái phần mà diện tích xin. Bố em không đồng ý, nói rằng tao đã mất tiền mua của mày, không có quyền đòi. Tao thương thì tao cho đứa nào thì đứa đó được hưởng. Và người này đã đến Ủy ban nhân xã kiện. Đến nay tháng 3 năm 2018 bố em mất, chú đã khởi kiện đến tòa án nhân dân kiện hai sào đất thổ cư, mà khu vực nhà em có rất nhiều thửa đất nên chưa có hộ nào được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vẫn mang tên của người chủ cũ. Bố em tuy mua đất là gia đình nên mặc dù không có viết tay nhưng đã đưa giấy tờ bản gốc đầy đủ. Gia đình em vẫn đã ở và sản xuất gần 30 năm. Nếu bố em không mua sòng phẳng thì làm sao gia đình em ở yên ổn chừng ấy năm được. Em giờ cũng rất bối rối, không biết phải làm sao. Em mong chị tư vấn cặn kẽ giúp em nhé. Em cảm ơn nhiều. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái chương trình tư vấn của Dân ta phải biết luật ta. Chắc chắn là tôi sẽ mã hóa một số thông tin ha bạn Minh Thành. Tôi sẽ tóm lại cái việc của bạn như thế này. Khi mà bạn mua của người thân trong gia đình, mặc dù không mua bằng giấy tờ nhưng mua từ thời điểm 1990 và có một cái quyết định công nhận từ năm 1987 và năm 1991 mua, thì hiện tại người chủ cũ đứng tên trên hai cái quyết định này và bây giờ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì thế này bạn ạ, cái việc họ khởi kiện đến tòa án là việc họ phải chứng minh lý do tại sao ngần ấy năm họ lại không quản lý sử dụng đất. Đó là điều mà em cần phải xem xét lại. Đối với em ra, em chỉ cần chứng minh với họ rằng nếu anh cho rằng quyền sử dụng đất là của nhà của anh, của nguyên đơn, thì nguyên đơn chứng minh đi. Chắc chắn họ sẽ nói vì bà con dòng họ. Thì mình sẽ trong cơ sở pháp lý nguyên đơn khởi kiện, đưa ra những cái cơ sở pháp lý, lý do tại sao khởi kiện, lý do tại sao không thể thương lượng được, và bị đơn cũng đưa ra cơ sở pháp lý. Tôi chỉ tư vấn trên cái cơ sở giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có. Còn bây giờ vấn đề nằm ở chỗ em mua thứ nhất giấy tay không có, tất cả chỉ nói miệng, và các bạn, các bên chỉ có giao nhau cái quyết định bản chính, khó không?
Bây giờ hôm nay tôi tư vấn cho bạn. Nếu như trong trường hợp tôi tư vấn, tôi nói rằng là định hướng tòa sẽ xử như vậy, làm sao tôi biết? Tôi không thể biết được định hướng của tòa sẽ xử như thế nào. Tuy nhiên, tôi sẽ đưa ra cho bạn một cái cơ sở. Phần trả lời của tôi có hai phần. Thứ nhất, tôi sẽ tóm lại cho bạn theo cái định hướng. Và bạn có thể tua đi tua lại rất là nhiều lần để bạn lấy cái cơ sở pháp lý của luật sư trình bày ở tòa. Thứ nhất, đó là tôi sẽ tóm lại cái hồ sơ của gia đình bạn. Trong cái bản tự khai, bạn sẽ trình bày như thế này: gia đình tôi có máu mủ ruột rà với người thân đó, và vì là gia đình trong gia đình nên chúng tôi đã mua đứt bán đoạn một cái quyền sử dụng đất. Chính ra vào năm 1990 cả, nếu đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chúng tôi đã làm cái hợp đồng chuyển nhượng. Tuy nhiên, cái khó của tại thời điểm đó của người bà con đó, của người thân với người bán đất đó, họ cũng khó khăn, họ không thể bán được cho ai thì họ bán được cho gia đình tôi. Nhớ nhá, cái yếu điểm của bên nguyên đơn là cái lợi thế của bên bị đơn. Và cơ sở pháp lý rằng tại thời điểm đó các bên đã giao nhận với nhau số tiền là 6 chỉ vàng. Mình cho rằng mình đã nhận chuyển nhượng 6 chỉ vàng với hai thửa đất số 1, thửa đất số 2 với giá mua đứt bán đoạn chưa hoàn tất về mặt giấy tờ. Vậy nha bạn nha. Còn bây giờ rất là nhiều những cái cơ sở pháp lý chồng chéo trong trường hợp khởi kiện đến tòa, luật sư cũng chỉ có thể tham gia được vào vụ kiện với tư cách luật sư, thì luật sư sao chụp cả hồ sơ nguyên đơn, luật sư sao chụp cả hồ sơ bị đơn để luật sư đưa ra nhận định trong hồ sơ này mà luật sư đưa ra thôi, còn cái phán quyết cuối cùng là ở vị thẩm phán. Về ý kiến tư vấn thì luật sư sẽ tư vấn cho bạn như thế này. Luật sư tư vấn cho bạn rằng theo quy định của luật đất đai thì nếu như trong trường hợp các bên giao dịch trước ngày 15 tháng 10 năm 93 mà có một trong các số các cái giấy tờ ở như là giấy tờ của chủ sở hữu, những cái người mà gọi là người thân, thì chúng ta được phép hợp thức hóa nếu trong trường hợp quyền sử dụng đất này được nhà nước hợp thức hóa trong trường hợp không tranh chấp. Còn bây giờ nếu trong trường hợp tranh chấp thì chúng ta sẽ đến tòa. Tòa ơi, một cái yêu cầu quan trọng là nói với ông chú rằng một yêu cầu quan trọng là nói với người thân là mình sẽ đã được mua đứt bán đoạn, tuy nhiên chưa hoàn tất về mặt hồ sơ mà thôi. Còn một cái ý nữa trong cái ý này, luật sư muốn tư vấn cho em rằng bố em chết. Trong trường hợp, trong cái quá trình thụ lý giải quyết hồ sơ mà cái người mà bị đơn mất, thì tất cả những người quản lý sử dụng, những người hàng thừa kế thứ nhất sẽ kế thừa cái quyền và nghĩa vụ tố tụng. Nói đơn giản hơn là trong trường hợp này, mẹ và các anh chị em ruột sẽ tiếp tục cái quyền của người bị đơn. Ví dụ như bây giờ ông người thân đó, ông nguyên đơn, ông khởi kiện đến tòa, ông yêu cầu là buộc phải hoàn lại số tiền, hoặc là ông yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng, hay là ông yêu cầu cho đất ở nhờ gì đó, thì chúng ta sẽ đưa ra những cái cơ sở pháp lý. Và như vậy, cho dù bố em có mất thì bố em vẫn có được những cái cơ sở pháp lý từ người mẹ em nè, anh chị em, việc giao nhận tiền và nhận bản chính giấy chứng nhận và của quyết định giao đất. Nói tóm lại thì em bảo với tôi rằng chị tư vấn cặn kẽ giúp em.
thì thật sự rất là khó để tư vấn cặn kẽ giúp em. Tuy nhiên thông qua cái video này tôi cũng muốn nói với em rằng em hãy bám lấy một cơ sở pháp lý chính là em nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Mà theo quy định của luật đất đai thì trong trường hợp nếu trong trường hợp hợp thức hóa theo khoảng 1, khoảng 2, khoảng 5 luật đất đai năm 1993 thì em là người mua ngay tình và hợp pháp. Còn thì trong cái quá trình mà thụ lý giải quyết hồ sơ cũng như cung cấp chứng cứ của nguyên đơn, bị đơn, luật sư không thể nào giúp em để cho một cái vụ kiện được thắng hay thua. Còn thắng hay thua còn phụ thuộc vào rất nhiều là chứng cứ. Tuy nhiên cái ưu điểm mà em hãy khai thác đó là cái số tiền 6 chỉ vàng mà em đã trả cho người thân từ năm 1990. Thứ hai, đó là theo quy định của luật đất đai thì cái việc nhận chuyển nhượng này từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Như vậy, em có quyền được tiến hành hợp thức hóa cái phần đất này theo quy định của pháp luật nếu trong trường hợp không tranh chấp. Kết thúc thì luật sư cũng muốn nói em như thế này, cho dù cái việc thắng hay là thua như thế nào thì cái người mà nguyên đơn đó cũng là tình thân, cũng là gia đình, thì chúng ta tốt hơn hết thì chúng ta đưa ra những cái biện pháp gọi là thỏa thuận để cho được cả đôi đường. Dĩ nhiên tôi không có một cái tư tưởng để nồi da sáu thịt, tuy nhiên rằng nếu em chấp nhận trong cái phần đất thứ nhất và phần đất thứ hai bao nhiêu là vừa đủ. Hy vọng rằng qua cái email Minh Thành 2017 này, gmail.com này, sẽ có thể giúp ích em sáng hơn trong cái kiến thức pháp luật, trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Nếu em có những cái nhà ý muốn gọi điện thoại thì em hãy gọi cho tôi qua số điện thoại 0903 392 861 em nhé. Xin trân trọng cảm ơn.